mà tất cả chúng ta đều cần trong cuộc sống. Tình yêu làm cho chúng ta biết được ý nghĩa của sự hiện hữu của mình trên trần gian này. Tình yêu khiến chúng ta có thêm động lực để sống ý nghĩa sự hiện diện đó giữa anh chị em của chúng ta. Và đặc biệt, nó cũng đưa chúng ta vào trong một tương quan rất là thiêng liêng giữa những con người là phận phàm hèn với nhau. Một trong những biểu hiện lớn của tình yêu là lòng thương xót. Điều mà chúng ta vẫn hiểu là sự cảm thông sâu xa và là biểu hiện của sự sẻ chia của người này đối với những yếu hèn và đau khổ của người kia. Và thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau lý do vì sao chúng ta cần đến lòng thương xót trong đời sống của chúng ta là những người con cái của Chúa. Trước hết, về lòng thương xót của Chúa đối với con người. Nếu không có lòng thương xót của Chúa, chúng ta không biết giờ này chúng ta là ai, là gì, đang ở đâu hoặc là sẽ đi về đâu. Nhờ tình yêu của Ngài mà chúng ta được hiện diện trong vũ trụ này. Lòng thương xót của Chúa cũng được thể hiện đặc biệt khi Ngài nhập thể và trở nên xác phàm để sống giữa con người, cảm thông với những yếu hèn và những đau khổ của con người. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy rất nhiều lần Đức Giê-xu đã thể hiện lòng thương xót của Ngài đối với nhân loại. Ngài đã chặn lòng thương bà quá có đứa con trai duy nhất bị chết. Hoặc Chúa Giê-xu cũng thổn thức khi bạn của Ngài là La-za-rô với thân xác chết bất động được chôn trong mộ. Ngài cũng đã lo lắng và ban lương thực cho đoàn người đến nghe Ngài giảng. Cũng vậy, tim của Chúa cũng phải đau xót biết là chừng nào đối với thân phận tù đày vì tội lỗi của nhân loại. Cho nên Ngài đã chấp nhận hiến tế chính mình, nhất là cho những kẻ tội lỗi, những người đã vu khống, những người đã tố cáo, những người đã tố gian, hành hạ và kết án tử hình Ngài một cách nhục nhã. Ngài cũng đã phải xót thương chúng ta cỡ nào khi Ngài quảng đại tha thứ cho hết tất cả chúng ta. Và Ngài đã sống lại để chúng ta cùng được lên trời với Ngài. Thiên Chúa qua Đức Giê-xu đã đau nỗi đau của chúng ta và vui với chiến thắng của chúng ta. Nếu không có lòng thương xót của Chúa, chúng ta không xứng đáng và không thể được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Cũng như chúng ta sẽ không được tha thứ hết lần này đến lần khác. Tiếp theo về lòng thương xót trong hội thánh. Là hiền thê của Đức Kitô và là phản ánh hình ảnh của Ngài nơi trần gian, giáo hội cũng thể hiện sâu sắc lòng thương xót đối với con cái của hội thánh. Chẳng hạn qua các giáo huấn, qua sự quan tâm đến các vấn đề trong đời sống của người tín hữu. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19, hội thánh đã có những biện pháp hữu ích, những quyết định khôn ngoan nhưng đầy lòng thương xót đối với dân của Chúa. Thánh lễ trực tuyến hàng ngày, phép lành toàn xá bất thường, giải tội tập thể và đặc biệt là cũng trợ cấp cho những người nghèo trên toàn thế giới. Tất cả đều nói lên tình thương và lòng trắc ẩn của hội thánh trước những khó khăn của con cái của mình. Là người mẹ, hội thánh cũng bao dung và cảm thông với những yếu đuối của chúng ta, nhất là những đứa con dễ bị tổn thương, đó là những người nghèo. Có một câu nói mà chúng ta cảm thấy rất an ủi cho những người phận nhỏ, đó là người nghèo là tài sản của giáo hội. Cuối cùng, lòng thương xót giữa chúng ta. Các bạn ơi, chúng ta có cần lòng thương xót đối với nhau không? Thực sự, chúng ta rất cần lòng thương xót của nhau và cho nhau. Trước hết, chúng ta bệnh và lạnh. Bệnh là bệnh tật, lạnh là lạnh lẽo và cô đơn. Chúng ta đôi khi rất cần đến sự quan tâm chăm sóc của người khác, hay nói đơn giản, cần người khác chỉ để trò chuyện và sẻ chia. Trong xã hội, chúng ta thấy có rất nhiều người, cả người già lẫn người trẻ, đang sống trong cô đơn và bệnh tật. Đâu đó vẫn có những người ở rất gần chúng ta, nhưng lại ở rất xa tầm với của chúng ta vì khoảng cách của sự vô tâm. Thế nên, lạnh còn là sự lạnh nhạt. Một trái tim vô cảm sẽ bỏ lỡ cơ hội để sưởi ấm những bạn đời đang lạnh lẽo và héo úa vì cô đơn và bệnh tật. Nếu trái tim của chúng ta bị lạnh, thì chúng ta cũng đang tự đưa mình vào trong sự cô đơn mà thôi. Thứ hai, chúng ta yếu và thiếu. Yếu và thiếu đó là những yếu đuối và thiếu sót.
Con người chúng ta không ai hoàn hảo. Chúng ta luôn có những sai lỗi và thiếu sót trong suy nghĩ, trong lời nói và trong hành động. Khi làm lỗi, chúng ta khao khát một sự tha thứ, một nỗi cảm thông từ những người liên hệ. Trong lúc cảm xúc hối hận xâm chiếm tâm trí, lòng thương xót từ những người xung quanh là một chiếc phao cứu hộ, mang lại một sự biến đổi lớn lao, và đặc biệt, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người. Có ai trong chúng ta không có lỗi không? Có ai trong chúng ta cũng vẫn mong chờ người khác tha thứ khi chúng ta có lỗi hay không? Nhưng chúng ta có dễ dàng cảm thông và tha thứ với lỗi lầm của những người khác hay không? Thứ ba, chúng ta lỗi và vội. Vì chúng ta yếu đuối và vội vàng nên chúng ta dễ có thiếu sót và tội lỗi. Vì không kiên nhẫn nên chúng ta khó tránh khỏi nóng giận và mất bình tĩnh trước lỗi lầm của người khác. Chúng ta không cho mình có đủ thời gian để tìm hiểu nguyên nhân và hoàn cảnh cũng như những khiếm khuyết dẫn đến những sai lỗi của người khác. Cứ thấy sai là chúng ta kết án, sai là chúng ta chỉ trích. Vậy khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta có muốn người khác hiểu và cảm thông vì sao chúng ta đã làm như thế hay không? Vậy tại sao chúng ta lại không làm như thế cho những anh chị em khác của mình? Bạn à, tất cả chúng ta đều cần lòng thương xót từ Chúa và từ nhau. Nhưng chúng ta lại còn thiếu sót rất nhiều trong thực hành. Chúng ta hãy thương xót để biết rằng mình cũng đang được xót thương. Hãy can đảm thực hiện nó trong cuộc sống, nhất là với những đối tượng dễ bị tổn thương là những người yếu đuối, những người tội lỗi và những người cô đơn bệnh tật. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã cùng tôi tìm hiểu vì sao chúng ta cần thể hiện lòng thương xót đối với nhau trong cuộc sống. Mến chúc tất cả các bạn luôn cảm nghiệm được lòng thương xót trong cuộc sống và sống lòng thương xót đó đối với những anh chị em xung quanh chúng ta. Và đặc biệt chúng ta hãy nhớ rằng hãy thương lấy nhau các bạn nhé.